Tiếp sao không thấy gọi gì ra dựa bán cho vậy? Bữa nay lên giá đó tranh thủ đi. Vậy hả, chắc nước đi nha. Rồi rồi. Mỏng. Ui. Ủa, anh Malik. Lâu quá không thấy em ra bán tôm. Thì tại tí em kêu người vô cân hết rồi, đâu có còn gì đâu bán. Thì không bán tôm ra chơi. Thôi, tự nhiên ra ngoài anh chơi có gì đâu chơi. Thì phụ anh làm này làm nọ, rảnh mình nói chuyện với nhau. Trời ơi, tí mà biết á, tí đập em chết luôn á. Thì em đừng có cho tí em biết. Anh làm như giấu tí được với hoài vậy. Trời, chuyện qua lâu rồi mà tí còn giận anh nữa. Thôi, hôm nào á anh qua nhà em chơi ha. Trời ơi, cái này anh còn gan dữ nữa. Anh mà qua ha, tí mà biết á, tí lấy chổi tí quét anh ra khỏi nhà luôn á. Tí đã nói rồi, còn giận anh dữ lắm. Giờ sao? Hey, không ấy em nghĩ cách giúp anh đi. Giúp hả? Cách gì vậy? Hôm nào tí vui á, cái em kêu qua chơi. Trời ơi, vậy mà làm hết hôn à. Ê, con gì kìa? Tía. Tía. Tía con gì ở đây mày? Kêu đàng hoàng nha mày. Dạ, bác Mười. Đi tập thể dục buổi sáng mới về hả bác Mười? Tao nói cho mày biết, mày tránh xa cuộc đời tao với con Mộng ra nghe chưa? Ủa, giống Mười Độ giống Ba Lít quá vậy ta? Bác Mười, lên con chở về bác Mười. Tao thấy nhiều mày với Mười Độ nói chuyện phải không? Dạ, chú Mười bác Hai. Ủa, mày không còn kêu nó bằng tía nữa hả? Mới kêu, mới bị chửi luôn. Trời đất ơi. Thiệt đó bác Hai, con cố gắng phấn đấu còn làm ăn rồi. Vậy á, mà cũng không bỏ qua chuyện cũ cho con nữa. Vẫn ác cảm với con là sao không biết nữa. Tao nghĩ chắc Mười Độ nó cũng không có ác cảm gì với mày đâu Ba Lít ơi. Tại nó giận mày thôi. Thôi mày có lỗi rồi, mày cố gắng mày nói ngọt nó đi. Rồi phấn đấu từ từ lấy lòng nó mày. Giờ lấy lòng sao bác Hai? Trời đất ơi, cái đó tự mày biết chứ mày hỏi tao gì Ba Lít. Để đâu không? Dạ con quăng rồi. Cái gì? Trời ơi, gói thuốc tía mới mua hút có 2 điếu à. Thì tại vì bác sĩ dặn là tía bị ho, tía không có được hút thuốc, cho nên là con đem đi quăng rồi. Hút nhiều quá đâu có được đâu tía. Bỏ thì phải bỏ từ từ chứ, bỏ cái gụp sao được. Mà không có hút á là cái miệng của tía lạch nhách lạch nhiễu à. À thì là tía bị lạc miệng đúng không? Ừ. Chờ con chút. Cái gì vậy? Tí há miệng nó đi. Chị? Thì tí há miệng nó đi. À. Đó, ngọt chưa? Chỉ cần ngậm viên kẹo này là tí hết lạc miệng liền. Trời ơi, tí đã dư đường rồi mà ăn mấy này vô tiểu đường chết nữa. Rồi chén này chén gì vậy? À con quên. Cái chén này á là cái chén tắc chân đường phèn con chưng cho tí ăn á. Con nghe người ta nói á là ăn cái này tốt lắm á. Tí ráng ăn hết nha. Ừ, để nó đi, tí ăn. Vậy thôi, giờ con đi chợ. Ừ. Dạ.
Con đi nha té. Đi đi con. Bác Mười. Thằng Quý, mày làm tao giật mình mày. Dạ con xin lỗi bác Mười. Mày qua đây làm chi? Dạ con qua thăm bác Mười với con có ít quà con biếu bác Mười. Dạ không rồi đem quà qua đây biếu. Thôi mang về đi, tao không nhận đâu. Dạ thưa bác Mười, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận cho. Dạ thôi, tao không dám nhận đâu, nhận mất công mang nợ lắm. Thôi mày về đi, về đi. Dạ. Tao kêu mày đi về, mày mang về đi, nhanh lên đi. Tao kêu mày đi về, đi. Ủa? Sao rồi, Ủa, bộ tí không nhận à? Thôi anh cũng đừng buồn. Em cũng biết ngay là tí không nhận mà. Chắc tại vì mình không có duyên với nhau, cho nên mới như vậy. Không ấy, anh đi tìm người khác đi. Em nói gì kỳ vậy? Từ cái lúc á mà anh gặp hoạn nạn khó khăn, em là người ra tay giúp đỡ anh, là lúc đó em đã nằm trong tim của anh rồi. Anh cố gắng phấn đấu là vì tương lai của hai đứa, anh không thể nào mất em được đâu Mộng. Nhưng mà em thích khóc đúng không? Em đừng có khóc. Em mà khóc là anh khóc theo luôn á. Không có đâu, em chỉ buồn thôi à. Em đừng có buồn. Em mà buồn là anh buồn theo luôn á. Hay là bây giờ em á cứ theo dõi nhất cử nhất động của tía, thì em cho anh hay. Em giúp anh nha. Ơi, mình tính hút thuốc nữa hả Mười? Dạ, lâu lâu thêm điếu cho đỡ buồn mà nay. Lâu ông nội tao chứ lâu. Nãy giờ tao thấy mày liên tụ tì với lâu gì? Ho ảnh ạch mà hút hoài. Ủa bị bệnh năm trước gì chưa sợ hả? Cái phổi mày giờ nó còn có nửa cái à. Hút gì mà dòm như ống khói tàu vậy? Dạ, mà thêm điếu chắc không sao đâu anh hai ơi. Bỏ được thì tao bỏ luôn đi. Điếu nữa, điếu gì nữa. Gan phổi nào chịu nổi mày. Mà tao nói mày đó, mày hút thuốc không nó không sao. Ví dụ bây giờ mình có bị bệnh vậy đó, mình cũng đã cái miệng mình. Nhưng mà nó ảnh hưởng những người xung quanh á, cũng như tao vậy nè. Còn điếu thuốc mà anh làm dữ vậy anh hai. Trời đất ơi, Mười. Mày không lo sức khỏe mày á, thì thôi không nói đi. Còn tao cũng phải lo cho tao chứ. Tao dự trù tao còn sống tới 40 năm nữa lận. Mà mày cứ phì vô mặt tao hoài, chắc không tới quá à. Tôi hút thuốc thì có mắc mớ gì tới anh đâu. Trời đất ơi, sao không mắc mớ? Để biết không, hít cái khói thuốc thụ động á, nó còn nặng hơn cái người hút nữa. Thôi, nói vậy thôi tôi cất. Cất cái gì mày quăng bỏ luôn đi. Chứ mày cất đó gần hồi mày cũng hút nữa à. Tao biết mà. Ghiền á, rồi tự động đi kiếm mà. Em cũng đang bỏ nè.
nhưng mà phải giảm từ từ chứ anh hai. Từ cái gì mà từ, nó giảm thì nó giảm cái cụp liền chứ từ từ cái gì. Hồi trước mày hút ngại nhiêu? Dạ, hồi trước á thì em hút ngàn gối. Rồi bây giờ? Bây giờ anh hai thì em cũng còn 18 mà 9 điếu rồi đó. Trời đất ơi, vậy có bỏ không điếu hay điếu à? Người ta bỏ đó, ví dụ bây giờ mày hút gói nào. Dạ. Giờ mày cắt ngang nửa gói, rồi từ từ mày còn 4, 5 điếu, 2, 3 điếu, rồi từ từ mình dứt nó cái một. Như tao nè mày thấy không? Bây giờ tao có hút không? Tao dứt cái một à. Dạ, con chào hai bác. Dạ, hai bác đã uống cà phê hả? Thì thấy hai ly cà phê biết rồi. Dạ, dạ, cho con xin phép bác, cho con ngồi đúng cà phê được không? Thì ngồi đi, phép rắc gì? Dạ. Ủa, mày tính đâu hả? Em về anh hai. Trời đất ơi, uống chưa hết ly cà phê vậy gì? Em đem về nhà em uống. Thằng dẫn da dữ hả? Tôi không dám uống. Giờ bể hết trơn cái chổi rồi. Bác Mười. Bác Mười, bác Mười. Ôi bác Mười. Dạ bác Mười. Mày sao mày cứ lảng vảng trước mặt tao hoài vậy mày? Dạ, con có quà muốn tặng cho bác Mười. Bữa trước tao đã nói với mày rồi. Mày quên rồi hả? Con tặng cho bác Mười cái này, đảm bảo bác Mười sẽ thích. Dạ, đây là tấm lòng của con, mong bác Mười nhận. Dạ. Này là gì đây? Trời, mày tặng tao cũng cải khô làm gì vậy? Dạ không, cái này là nhân sâm. Nhân sâm ngàn năm. Nhân sâm ngàn năm, bớt xạo đi mày. Dạ, 6 năm mà. Bác Mười, mà nhân sâm này á, ngâm rượu á, là trị được nhức lưng nè, rồi uống bổ lắm á bác Mười. Con nghe nói bác Mười á, mới bị bể hưu rượu, nên con mua cho bác Mười ngâm lại. Hưu rượu tao mới làm bể hôm qua, tao không nói ai biết. Sao mày biết? Dạ... Thôi rồi, tao biết rồi. Giặt kế bên tao chứ ai. Bà lục đục léo đéo, bà kiếm cái gì mà bà kiếm hoài vậy bà Tư? Tôi nhớ tôi để đây nè, mà sao mất tiêu rồi? Bà kiếm cái gì? Tôi đang kiếm cái hộp sâm. Bà cần xài cái gì mà kiếm hộp sâm? Không phải, có hộp sâm nhưng mà tôi đựng củ cải muối. Trời Phật ơi, mắc gì hộp sâm ta mà đựng củ cải trong chi? Cái sâm á tôi xài hết rồi, nhưng tôi tiếc cái hộp nên tôi đựng củ cải trong. Chết cha, tôi cho 1 lít rồi. Ông cho 1 lít chi? Trời ơi, nó năn nỉ quá. Thấy gì cho nó, đặng nó tặng 10 độ đem đi ngâm rượu. Bác Hai ơi. Gì? Giờ tía của Mộng không chịu con rồi, sao giờ? Tao nói mày hoài, một lần mất tính, vạn lần mất tính. Nói hoài mà không chịu nghe. Ăn nhậu cho cố vô,
lầy lũa quẩy quản tùm lum tà la cho nó. Tại lần đó con nhậu nhiều quá con không kiềm chế được, lầy vậy giờ nghe tới con còn mắc cỡ nữa bác hai. Vì thì gì chứ ăn nhậu cũng mới có chừng có mực chứ, liệu cơm gấp mắm chứ, nhậu cũng vừa vừa thôi. Vì cả cái xóm này nè, nhắc tới mày là người ta sợ rồi. Nó sợ cái ăn nhậu lậy lụa của mày đó, ăn nhậu bê tha đó, con gái người ta đó, con vàng con ngọc, không lẽ ta đem gả cho cái thằng ăn nhậu bê tha vậy hả? Dạ thiệt tình thì con cũng biết lỗi của con rồi, mà giờ bác hai còn cách nào á để cưới được em Mộng không bác hai? Nói gì thì nói, thì đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nếu mày mà có lòng thương con gái người ta thật lòng đó, thì thôi bây giờ qua bển đi, rồi xin lỗi mười đổ, rồi coi công việc nhà vườn tược gì đó nó làm đó, thì phóng vô làm tiếp đó, để tỏ cái tấm chân tình của mình, ăn năn hối cải lại, thử coi nó có suy nghĩ lại không. Thì các bác hai, là bây giờ con còn cơ hội hả? Thì cứ làm đi, rồi mua món quà gì nhỏ nhỏ đem qua tặng nó. Ôi bác hai, nếu là bác hai thì bác hai thích quà gì bác hai? Trời ơi tao khác, thằng mười độ khác, mày hỏi gì kỳ. Ui gì? Trời ơi, ngâm rượu củ cải muối. Chết cha 3 lít trận này rồi. Ba lít. Ôi. Dạ bác Mười. Bác Mười tới dựa con có gì không? Bữa nay tao qua rủ mày nhậu nè. Ủa sao bữa nay bác Mười qua rủ con nhậu? Thì bữa trước á, mày tặng tao cây nhân sâm, bữa nay tao qua tao rủ mày nhậu được không? Dạ được. Ừ. Ờ mà không. Ủa sao vậy? Tại con hứa là con không nhậu nữa. Hứa gì vậy? Với lòng. Trời ơi, hứa với lòng. Hứa nghĩ hứa một bữa có sao đâu. À tại vì lần trước con qua nhà bác Mười ăn nhậu lầy lội, làm cho bác Mười với em Mộng buồn, rồi con không còn cơ hội gọi bác Mười bằng tía nữa, nên con hứa là con không nhậu nữa. Vậy là mày nói mày nhất quyết bữa nay không nhậu với tao phải không? Vậy là mày không có nể mặt tao rồi đó. Dạ bây giờ bác sai con cái gì con cũng làm hết, nhưng trừ cái nhậu này ra con không nhậu nữa bác Mười. Anh này. Ủa mày đâu mà đồ? Dạ em mới qua bên dựa có 1 lít về nè. Vậy đó hả? Dạ. Tình hình sao rồi? À, chuyến này anh đúng tôi sai. Vậy anh. Dạ. Ôi bác Mười, bác Hai, chuyện này là sao? À, sao có gì, hên cho mày đó. Chứ bữa nay mà mày cầm chai rượu mày nóc cho một cái là coi như cuộc đời mày xong đó. Hôm bữa là anh Hai anh gặp tao, anh nói vô cho mày đó. Thiệt hết nói nổi này, tôi đã cấm nó quen với bà Lít mà nó cứ lén lén lúc lúc hoài. Tôi thấy chú cũng đừng nên khắt khe quá. Cái chuyện gì nó qua rồi đó thì thôi cho nó qua luôn đi. Tôi thấy bà Lít bây giờ đó, nó cũng ăn năn hối cải, nó cũng chí thú làm ăn lắm á. Thiệt chứ, nó chất vàng đầy nhà, tôi cũng không gả đâu anh hai. Lấy cái thằng tối nhà sai xỉn lầy lội, khổ con gái tôi nữa. Tôi thấy từ hôm cái chuyện đó xảy ra tới giờ, bà Lít á, nó ăn năn hối hận, rồi nó chí thú làm ăn. Hình như là tôi thấy nó không có dám nhậu nữa đâu chú ơi.
Trời ơi, anh hai tin hả anh hai? Chứ tôi nói thiệt với anh hai á, mấy thằng nhậu này nó thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu đâu anh hai ơi. Tôi không tin anh hai ơi. Vậy chú không tin phải không? Bây giờ mình thử mới biết chứ. Ủa, mà thử sao anh ơi? Thử cũng như là lửa thử vàng, rượu ngon thử bọm. Chút xíu nữa là con trúng kế của hai bác rồi. Coi như hôm nay á, mày là qua ải đó. Dạ, con cảm ơn tía. Gì tía? Tao mới nói qua ải thôi chứ tao có gả con gái cho mày đâu mà mày kêu tao bằng tía ngọt sớt vậy. Dạ, con kêu trước cho quen miệng. Anh hai, thôi mình về đi anh hai. Ở nhà em á, có ngâm hũ rượu sâm Hàn Quốc á. Bữa nào anh em mình lai ra nha. Rượu sâm hả? Dạ, sâm Hàn Quốc. Thằng Ba Lít nó tặng em á. Xong á bác hai. Ra bờ sông anh hẹn với em, mang nước ra cho mình. Sao quên rồi ta? Cho mình tình mình duyên đó, duyên chúng ta muôn đời. Anh Ba Lít. Ui, tôm hả? À. Trời ơi, đây. Cái gì vậy? Để đổ vô nó chết hết. Đổ đi rồi lát anh căng lại cho. Ủa sao vậy? Sao không điện anh vô, anh lấy ra để em đi chi cho cực vậy? Thì tại em đang rảnh thì em đem qua cho anh thôi. Thôi, trời nắng em đi anh sốt. Trời ơi, có gì đâu, có chút xíu à. Anh cảm ơn em chuyện hôm qua nha. Bữa nay mình phải nghe lời anh hai nói mới được. Lửa thử vàng, rượu ngon thử bợm, mình sẽ thử thằng Ba Lít này. Anh nghe nè Mộng. Ủa, anh đang đâu vậy? Anh mới ra giữa, đang dọn đồ nè. Tí em đang đi ra kiếm anh đó. Tí kiếm anh có chuyện gì? Chuyện dài lắm, em không có thời gian giải thích cho anh đâu. Bây giờ anh nghe lời em dặn nè. Tí qua rủ anh nhậu á, anh không có được nhậu nghe chưa? Tí có vụ cỡ nào anh cũng không có được nhậu. Nhớ nghe. Anh nhớ rồi. Thì tại vì em sợ anh bị... Như lần trước đúng không? Mà nè. Em hỏi anh này nha. Anh trả lời thiệt cho em biết nha. Nếu như mà ngày hôm qua em không gọi cho anh á, anh có nhậu với tía không? Nhậu? Anh nói chơi á. Anh đã hứa với em á là không nhậu là anh không nhậu à. Anh bây giờ chỉ lo làm ăn thôi. Anh chỉ nhậu lúc cần thiết thôi. Mộng ơi, Mộng à, Mộng. Trời ơi, giờ này mà còn ngủ. Té kêu con gì không té? Bây giờ con dậy rồi nè. Nhưng con dậy sớm không có làm gì đâu. Thì ngủ tới trưa xong rồi thức dậy nấu cơm cho tía ăn, đỡ được phần sáng đúng không? Thôi vô rửa mặt nấu cơm đi. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này, không thì chồng con đề quề. Còn mày á, tía lại nữa rồi, tía kỳ quá à. Không phải là con đi xin việc đâu, mà tại vì không có việc gì để làm chứ bộ. Thôi mày không nói nữa, nói hồi tao đập mày bây giờ đó, tao bực rồi đó. Ủa gì vậy tía? Tía. Ủa anh hai, anh đi thăm ruộng hả? Đi ra thăm lúa, bị sâu cuốc lá quá à. Ủa thằng Bảy Cò đâu, nó không đi mà để anh đi vậy? Trời đất ơi, thằng Bảy trăm công ngàn việc, ba cái vườn tược kheo quéo gà vịt tùm lum tà la, phụ với nó cho nó đỡ. Dạ bà, em thấy thằng Bảy Cò nó giỏi ruộng vườn nhất á.
đó trong nhà đó, trong cậy nhờ mình đó đó. Ủa đâu có anh, con Sơn Nhú nó giỏi tiếng nước ngoài, còn Tấm Tàn em thấy nó sắp bằng diễn viên chuyên nghiệp rồi chứ anh hai. Trời ơi, ba đứa con mỗi đứa tánh nết khác nhau chú ơi. Nhưng mà em thấy ba đứa nó đều giỏi hết, chẳng buồn cho con Mộng nhà em chút nào hết trơn. Chú nói vậy chứ tôi thấy con Mộng á, nó cũng giỏi giang, cũng hiền lành, cũng dễ thương chứ. Nghe nói đó, định lập gia đình rồi đó. Mà tại vì nó còn chần chừ là nó còn lo cho chú đó. Trời ơi, làm bí nhất thay, em muốn xấu hổ với hàng xóm luôn anh. Con gái mà chú nói vậy nó nghe được nó buồn. Tội nghiệp nó còn trẻ, còn nhỏ, không? Nó chưa suy nghĩ tới. Mai mốt nó lớn lên, nó suy nghĩ, nó chững chạc lại chứ. Việc thì nó không có, mà chồng không lấy. Biết rồi á, ở vậy già với cha mẹ cũng lên á. Mai mốt á, mà nó đi làm xa, hoặc là nó có chồng xứ lạ đó, được già ngồi một mình là than thân trách phận nha. Thôi tôi đi à. Dạ, anh hai đi. Gọi bà Lích. Trời ơi, đâu có được. Sao hả? Trời ơi, anh Tèo, em nói anh nghe này nè. Lần này á, là em không có ngồi yên được nữa. Không ngồi yên được? Ừ. Ý của em là... Là sao? Thì đó, còn sao nữa. Bạn bè của em á, hai nhái thì có chồng, xong rồi đi làm thông dịch viên. Sao em lên thành phố nụ bán hàng online. Đúng rồi. Còn mấy anh trong xóm á, ai cũng có công việc ổn định hết á. Còn có mình em vậy nè. Thôi cô ơi, bụng thì không biết nữa. Thì cô ở nhà làm công chuyện nhà đi. Đợi mơi mốt ba Lít nó cưới về gọi nuôi cho. Đâu được. Em không có thích ăn bám đâu. Trời ơi, ăn bám gì mà ăn bám. Thì của chồng công vợ, thì chồng nuôi vợ, rồi mốt vợ nuôi chồng, bình thường mà. Thôi, em không thích đâu. Mà em buồn cái em ra đây em ngồi suy tư gì hả? Đâu có, em ra đây là để em lên kế hoạch đó. Lên kế hoạch? Kế hoạch gì vậy? Đi Mận. Em đi Mận? Đúng rồi, phải đi Mận chứ. Mình lớn rồi mà, mình phải đi bằng kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm tiêu, tỏi, đường, nước mắm, bột ngọt. Đúng rồi. Giờ ba Lít á, nó có nghề con tôm rồi, nó ổn định rồi. Nhưng mà em á, cũng phải kiếm cái nghề em đi làm. Để sau này hai vợ chồng, đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Đó, mau làm giàu. Cái làm giàu xong, cái thí dụ mà anh Tèo có kẹt kẹt tiền, cái qua mượn em chút đỉnh cũng được cái ạ. Ủa, mà em tính Mận gì à? Mận đâu? Thành phố. Thành phố Mận. Trời, làm hết hồn mà thì làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đó giờ em ở nhà, em đi vòng vòng không à? Có ra khỏi sớm khỏi làng giao tự nhiên đi thành phố trời. Thì em thấy người ta cũng đi đầy đó, có làm sao đâu. Nhưng mà người ta đi á, là người ta đi học, xong rồi người ta ở lại làm luôn. Còn em tự nhiên khi khổng khi không cái đâm đầu lên thành phố. Anh, bởi vì em nói anh không biết gì trơn á, lên thành phố dễ lắm. Em nghĩ là chỉ cần có quần áo với lại tiền là đi được thôi. Ủa, mà em đi thành phố gì rồi em bỏ bà Lít luôn hả? Xong rồi bỏ bầy heo, bỏ bầy gà nhà luôn. Đâu có đâu, tại vì tí em đang xây hệ thống xả thải, cho nên là mấy gà vịt heo gì bán hết rồi. Bán hết rồi? Ừ. Em quyết tâm vậy luôn hả? Rồi, quyết tâm chứ. Anh không biết đâu, kỳ này ha, em phải tìm cho mình một chí hướng lớn, để tía em không có còn la rầy em nữa. Ồ.
Làm gì mà việc nhẹ lương cao vậy con? Thì con làm ở quán cà phê Xuân Vườn á, mà con làm bên thu ngân. Mà con nghe nói á là nếu mà mình làm nguyên một ngày tiếng là lương mình cao dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Chưa đâu, quên nữa. Con còn thấy là hình như là được bao ăn bao ở luôn. Vậy cũng tiện quá ha con. Đó, tiện lắm. Cho nên lại chút xíu nữa con đi luôn con té. Ừ. Sao đi gấp vậy con? Không để em ơi hả đi? Thôi, mai phỏng vấn rồi, mai lên không có kịp. Vậy thôi, vô dọn đồ đi con. Dạ, vậy con đi nha té. Ừ. Địa điểm này rồi á. Dạ, cho em hỏi phải anh Huy không ạ? Ừ, đúng rồi em. Dạ, anh ơi, em có hẹn phỏng vấn á, bây giờ em đến điểm hẹn rồi. Anh đang ở đâu vậy? À, chờ anh lát nha, anh gần tới rồi. Dạ, 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 dạ. Em là Mộng đó hả? Dạ, em chào anh. Anh có phải là anh Huy không? Anh nè. Dạ. Tướng tá ngon đó. Dạ. Không có gì. Thôi bây giờ vô quán đi, anh phỏng vấn em. Dạ. Anh chờ em về quán của anh ha. Dạ, ủa vậy quán này không phải quán của anh hả? Cái quán của anh nó còn bự gấp mấy lần cái quán này nữa. Leo, leo. Gì vậy chú Mự? Trời ơi, cái gì điện giật ngược giật xuôi chạy muốn kịp à? Tao nóng ruột quá, tao không có chờ được nữa. Vụ gì? Rồi sao không ở nhà đợi con qua rước rồi đi ra đây chi vậy? Bữa mày chở con Mộng ra bến xe đó, hai đứa có nói chuyện gì dọc đường không? Có chứ. Thì con cũng hỏi thăm nó này kia rồi thôi à. Nó nói nó lên thành phố để nó phỏng vấn làm thu ngân cho quán cà phê gì đó. Đúng rồi, nó kể con đó. Mà không thấy gọi gì à. Mà gọi lên toàn là thể bao không à. Gì hả? Ừ. Chắc là nó mới lên, nó phải tập trung, nó đi học việc rồi nó đi làm đồ này kia. Từ từ gọi về cho chú ơi. Bận gì thì bận cũng phải gọi về chứ. Chú gọi cho nó hôm qua nay không được, mà nhắn tin cũng không trả lời nữa. Nhắn tin cũng không trả lời luôn hả? Ừ. Kỳ đó. À, mà nè, bữa mày nhớ lại coi hai đứa nói có gì lạ không? Có gì lạ lạ không? Em mới tìm được công việc mới cho nên là mới lên nè. Vậy hả? Ừ. Vậy em kết bạn Zalo với Facebook anh đi. Chừng nào về cái em nhắn trên đó, anh ra bến xe anh đón cho. Khỏi mất công gọi điện thoại gì cho tốn tiền. Nhớ nói nha. Ừ. Đưa điện thoại em nhập cho. Nè. Rồi nè. Rồi à. Ừ. Thì con cũng đâu có thấy gì lạ đâu ta. À, bữa đó con thấy Mộng nó có úp hình trên Facebook nè. Để con hỏi gì chứ coi. Nè nè, đó đó. Nè, đó thấy không? Đó, đó là mình rồi thấy không? Trời ơi. Vậy là bây giờ mày chở tao về lấy đồ, lên Sài Gòn liền. Chi vậy trời? Thôi chú ơi, bây giờ cái gì mình cũng phải bình tĩnh đi. Chú coi coi có ai quen trên Sài Gòn không? Chú điện lên, chú nhờ người ta đi kiếm Mộng trước đi. Mộng đâu phải nhỏ đâu mà hở cái đi kiếm, hở cái đi kiếm. Không lo là sao được. Mà chú cũng không có quen ai ở Sài Gòn.
chú ghi nó là có chuyện chẳng lành rồi. Thôi, có ông bà già với tấm đạn trên, để con điện tụi nó đi kiếm mộng cho. Ừ, tỉnh nha. Ừ, ừ, con điện liền. Dạ, dạ. Điện liền đi. Dạ. Điện kêu tụi nó đi kiếm mộng. Điện liền đi con. Dạ, dạ. Em nghe nè anh Tèo. Em đang thành phố chứ đâu. Mới vừa đi học về nè. Cái gì? Anh nói gì ghê vậy? Trời đất ơi. Vậy bây giờ á, anh gửi hình cái quán đó qua cho em coi nó ở đâu. Nha, gửi liền nha. Chết rồi. Quán cà phê mộng mơ. Thiệt luôn. Em nhận được hình rồi. Nhưng mà hình để cái tên quán mà đâu thấy cái địa chỉ đâu, biết kiếm. Rồi rồi rồi. Ôi. Ừ, bà Giai. Gì mặt căng thẳng vậy? Ê, ông coi coi, biết cái quán này nó ở đâu không? Không. Trời ơi trời, chết rồi, sao bây giờ kiếm giùm được đây? Thì có tên quán đó, bấm Google Maps mà kiếm ra thôi gì. Ờ, à, thấy trời ơi, tôi đói quá, tôi quên luôn á. Ủa, mà ông kiếm quán đó chi vậy? Ờ, à, con bé Mộng nó đăng ký tìm việc qua mạng gì trên đây nè. Rồi nó lên cái quán đó, từ lúc mà nó check in xong tới giờ á, nó mất tích luôn. Tìm không có thấy mà gọi điện thoại cũng không được nữa. Ghê vậy? Rồi giờ tính sao? Thì bây giờ á, anh Tèo gửi hình qua tay cho tôi rồi nè. Giờ sợ tìm cái quán đó chứ biết làm sao. Có chưa? À, ra rồi nè. Rồi, cái địa chỉ nè. Ê, ừ, tới đi. Bây giờ thay đồ đi, tôi giúp đi kiếm nó liền. Đi. Thôi không được rồi, sắp tới giờ tôi đi học rồi. Trời đất ơi, trời ơi, giờ sao bây giờ? Ê, không ấy, ông đi xe ôm đi học đi. Rồi đưa xe cho tôi mượn, tôi đi qua tôi kiếm nó. Nha. Ừ, thôi lấy đi đại đi. Rồi rồi, tôi chìa khóa đâu? Dưới bàn dưới á. Ờ, vậy tôi đi nha. Rồi, cẩn thận nha cha. Con người ta từng tuổi này nghề nghiệp đàng hoàng này. Không thì chồng con đề quề. Còn mày á, ở bên nhà ngồi chờ nó gọi lại cũng được. Đừng qua đây làm chi mà cho nó cực khổ. Mà em nóng ruột quá anh hai ơi. Em chờ không có được. Cái chắc tại mình lo quá thấy vậy chú ơi. Nó chưa bao giờ bật vô âm tính như vậy. Hồi nãy em ở nhà em tính chờ điện thoại tấm tàn, nhưng mà sợ lỡ cái mạng bên nhà nó có trục trặc gì đó, tấm tàn nó điện về không được, em mới chạy qua bên anh đó là cho chắc ăn đó. À, dạ. Tám gọi về không được. Dạ. Chạy qua đây có gì, đừng có gì tám nó gọi cho tôi chứ gì. Dạ đúng rồi anh. Ủa, Tám gọi nè. Ủa, điện thoại chết cha hết pin rồi. Trời đất ơi. Alo, tới nghe nè Tám. Ừ. Vậy đó hả? Ừ. Ừ, vậy thôi nha. Sao, sao rồi nay? Tám nó tới quán rồi. Nó hỏi nhân viên đó, đã nói tao thấy con Mộng tới đó đi với thằng nào đó, rồi hai đứa đi đâu mất rồi. Trời ơi, thằng đó là thằng nào anh? Rồi tìm nó ở đâu? Tám nó xin coi lại camera trong quán á, mà tao có cho. Nó cũng đi báo với công an rồi. Chết cha. Vậy giờ sao anh hai? Anh hai?
này phải nhờ công an họ kiếm với mình biết chuyện kiếm. Lỡ mà con Mộng nó bị đứa nào lừa gạt là chắc chết quá anh hai ơi. Chú bình tĩnh đi, đừng có suy nghĩ ba cái chiều hướng xấu đó nữa. Bây giờ tôi với chú ngồi đây á cũng không giải quyết được chuyện gì, mà tôi thấy chú á cũng như ngồi trên đống lửa rồi đó. Thôi bây giờ tôi với chú đi Sài Gòn đi, lên chỗ ông Tám đó, rồi có ông bà già đó đó, rồi bàn tính với nhau coi đi tìm nó cách nào đây. Giờ đi Sài Gòn liền hả anh hai? Đi liền chứ đợi chừng nào nữa. Vậy em về bến em chọn đồ đi nha anh hai. Lẹ lẹ đi. Dạ em về. Thiệt tình. Dạ thôi tí chú Mười ngồi nói chuyện đi, con với bà Giai ra ngoài một chút, có gì tí kêu con nghe tí. Ừ hai đứa đi đi. Dạ. Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó. Được kể lại cho tía con nghe dưới mắt hai nghe coi. Thì hôm đó con phỏng vấn xong rồi ông Huy đó chở con về quán, rồi xong ai ngờ anh trả cái túi lại cho tôi. Anh giữ đồ của tôi, giữ giấy tờ của tôi. Ủa anh định ăn cướp hả? Em về đi. Cái quán anh như vậy, không lẽ anh đi cướp ba cái hàng chợ này của em làm cái gì? Trả lại. Cái này anh nhất định sẽ trả lại cho em. Nhưng mà anh còn phải coi thái độ của em như thế nào, có biết ngoan ngoãn nghe lời hay không. Nè, mặc đồ vô, chuẩn bị làm việc. Mày khôn hồn thì tiếp khách cho chu đáo cho tao. Mày đừng có suy nghĩ mà bỏ trốn nghe chưa. Mày liễu hồn mày với tao nghe chưa. Mày mà còn bỏ trốn nữa, tao giết mày chết. Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, ở đây là tự cấm thân. Mày đừng có mà bỏ trốn nè, nghe chưa? Sau này á, con phải rút kinh nghiệm nghe. Công việc nào cũng có cái thù lao xứng đáng của nó. Đừng có nghe người ta nói công việc nhẹ mà lương cao cái là ham. Thì thôi làm ơn né giùm tao cái. Rồi mai mốt đi phỏng vấn cũng vậy nha. Ai đời phỏng vấn một nơi, làm một chỗ, không bị gạt sao được. Mấy cái quảng cáo trên mạng á, không rõ ràng á, thì con né ra đi, để không làm ăn quạ đó. Nghe chưa? Thì con đâu có biết đâu. Hồi xưa giờ con thấy đâu có ai bị lừa đâu. Giống như anh Tám Tàng với lại Ba Giai đó, con thấy đi làm mà đâu có bị dụ gì đâu. Trời đất ơi, thằng Tám Tàng với Ba Giai nó khác con khác chứ. Hai đứa nó là con trai, vậy là nó ở Sài Gòn này lâu rồi. Còn con là con gái mới lên, lạ nước lạ cái, làm sao giống hai đứa được. Con là con gái nữa. Thôi cũng tại tía, tía kêu con kiếm việc
nhưng mà không có hỏi rõ kỹ càng. Dạ con cũng xin lỗi tía. Con xin lỗi bác hai. Mong nè, em đi ra ngoài rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai về. Dạ. Thôi cũng an toàn rồi, mai về sớm. Thôi con vô rửa mặt đi, mai về sớm. Dạ. Thôi tía, thưa bác hai con đi. Cũng may á là Tám Tàng đã kịp thời báo công an, chứ nếu không thì rồi lúc ơi thì lúc đó đang dầu sôi lửa bỏng, rồi biết tìm cách gì bây giờ. Mới nghĩ tới chuyện á, con đi báo công an, nói là người thân mất tích. Mà cũng hên nghe chú Mười, điện thoại của con bé Mộng á, nó có cài đặt địch gì, cho nên đọc cái số điện thoại cho người ta, rồi người ta ra tới chỗ luôn, bắt tại ổ luôn á. Hai đứa bay á nha, nhìn em nó đó, rút kinh nghiệm ở thành phố này phải hết sức cẩn thận. Dạ, con biết rồi tiếng. Dạ. Ông, cái homestay nhà mình á, dạo này á, kinh doanh thấy ế ẩm quá. Hay là mình tính đổi cách khác đi ông? Làm ăn nó có về có khác, khi đắt khi ế chứ. Khi nào nghe cái mùa du lịch người ta thì khách ta tới mới đông, còn không có nghe cái mùa đó thì phải vậy, phải chịu thôi chứ đổi đâu nữa giờ. Hay là mình đổi phong cách đi ông? Được không? Trời đất ơi, bà cái này cũng biết đổi phong cách được nữa. Không phải, cái này là thằng Tám, nó gọi điện về, nó bàn với tôi, nó nói thì tôi nói lại ông nghe vậy mà. Má con bà đã bàn rồi còn hỏi ý kiến tôi gì nữa. Thằng Tám á, nó nói á, hay là bây giờ mình mở tour du lịch trải nghiệm xanh đi, rồi á là nó sẽ kéo khách ở trên Sài Gòn về, thấy ổn không? Tour du lịch xanh á, tôi thấy không có đơn giản đâu nghe. Phải có người hướng dẫn, rồi phải lên kế hoạch đâu đó đàng hoàng. Anh nói rồi, thằng Tám mấy cái vụ này nó lo mà không lo gì. Thằng Tám nó lo là nó chỉ lo khách thôi. Mà bà có biết trải nghiệm xanh là gì không? Là làm cái gì đó cũng chú trọng tới môi trường, thiên nhiên, rồi màu xanh, cây cối, không có xài ni lông, chai nhựa, đồ mũ, thấy không? Tuyệt đối là mấy cái đó là không có sử dụng, nó làm ô nhiễm môi trường. Biết, tôi biết mà. 6, 700 mà chia hết 200 còn 500. Còn hai vợ chồng mình làm tiết kiệm dữ lắm là sao không như đồng thảo ta? Ai báo chăn châu là khổ, chăn châu xương lắm cơ. Ngồi trên lưng châu ta vỗ mông châu. Làm gì hôm nay anh vui dữ rồi? Anh mới đi chơi về mà. Người ta nói đúng nha, đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ biết ngày nào khôn. Ý nói ở nhà với tôi là tôi kìm hãm cái khôn của anh đúng không? Đúng không? Có đâu, người ta giỡn mà cũng giận nữa. Thật ra anh đi với các bộ xã trong mình nè, đi tham quan các mô hình nông nghiệp sạch của xã khác. Rồi thấy sao? Hay. Các mô hình đó nha, được lợi nhuận cao mà còn bảo vệ môi trường nữa. Mà cái mô hình đó là mô hình gì anh? Mô hình nuôi trùng quế. Mà nuôi trùng quế làm cái gì? Nuôi trùng quế để làm thức ăn cho bò, gà, vịt, cá, lươn, ếch. Nói chung là hồi nãy anh nghiên cứu kỹ lắm. Anh có ghi lại nè, để anh đọc cho em nghe. Nha. Trùng quế nha, bổ dữ lắm á nha. Con trùng tươi á làm thức ăn lý tưởng cho nuôi cá, lươn, ếch. Còn trùng làm bột thức ăn á có hàm lượng protein chiếm 70%. Có đủ 12 loại axit amin, cái chất mà khoáng tương đương với thức ăn chăn nuôi luôn á nha. Tốc độ sinh trưởng là từ 15-40%, năng suất tăng là 30%. Còn mà nuôi gà nha thì năng suất trứng tăng từ 17-25%, tốc độ tăng trưởng từ 65-100% luôn á em.
cho heo, gà, cá ăn mà tăng trưởng dù dù luôn vậy hả? Ừ. Em thấy như vậy á, mình lời lắm luôn á. Chứ gì nữa em? Chưa hết đâu em. Trùng có chất kích thích sinh trưởng tự nhiên và giảm tỷ lệ mắc các bệnh dịch cúm. Giảm tỷ lệ mắc dịch cúm? Ừ. Hay dữ vậy ta. Còn nữa là nuôi trùng quế, mình không có tốn nhiều tiền mua thức ăn cho nó ăn. Tự dưng em nghe tới cái chỗ mà giảm tiền mua thức ăn cho nó, cái tự nhiên em thấy mình vui mà lời hẳn luôn á. Còn nữa. Sao sao? Phân trùng quế á, lấy phân nó làm phân bón cho cây cảnh. Vậy là mình tiết kiệm được nữa. Ừ. Dạ, bảy cò chồng của hai nhái nghe. Sao hai vợ chồng bảy cò nó làm giống gì mà lâu dữ vậy ta? Bà có dặn nó qua liền không? Hay là nó ghé chợ nó mua đồ vô đây ăn vậy đó? Có dặn rồi mà. Kìa tới vậy. Dạ thưa tía má, vợ chồng cũng mới qua. Ủa à, từ bên đó qua đây ăn thôi mà đâu có khách khứa gì đâu, con chân diện dữ vậy? Dạ thì hồi nãy má dặn chồng con là phải kêu con ăn mặc thiệt là đẹp, rồi còn trang điểm nữa mà má. Con bị nó gạt rồi, má không có dặn gì hết á. Là sao chồng? Ừ, thì là anh muốn vợ anh lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Thôi thôi đừng nịnh quá đi mày ơi. Tao đâu nịnh dữ vậy mà sao mình nịnh dữ vậy bảy. Thôi đi vô, vô ăn nè. Tía bảy đợi đói bụng dữ lắm rồi đây nè. Dạ, dạ. Má. Ừ. Không phải nịnh má chứ, nồi lẩu nãy hết sảy luôn nha, xuất sắc. Ngon không? Ừ. Lương thím bà ớt bà nuôi, tao nói bà cho một mớ, má nấu lẩu đó. Ừ. Trời, lương nuôi hả? Con tưởng đâu lương bắt không à, ngon dễ sợ luôn á. Lương nuôi đó, má nghe nói ăn lương á bổ lắm nghe, mà hình như là trị bệnh được luôn đó. Dạ đúng rồi má. Tía con nói á là mấy con lương này ăn trị nhức xương khớp hay lắm. Bởi vậy má con hay mua gì cho tía con ăn lắm. Rồi tía con ăn có hết không? Dạ có tía. Vậy bà đi mua lương đi, đổi món cho tôi ăn coi. Hôm rày ngủ nhức tay nhức chân, ngủ không có được vậy. Ờ thì để tôi mua lương cho ông ăn. Mà tôi thấy thím bà ớt bà nuôi lương á nghe, trời ơi được lắm á, làm giàu luôn đó ông. Hay là mình thử nuôi lương đi. Má, lương sống trong bụng rồi má định nuôi ở đâu? Má thấy thím bà nuôi là bà trải bạc á ở trong hồ, rồi bà đổ bùn bà nuôi á. Vậy đó, mà bà cũng có bán con giống nữa đó nghe. Bà nói nếu mà ai muốn nuôi á thì nói bà chỉ cách cho nuôi. Được á, hay là mình nuôi thử đi. Bắt đầu mình nuôi ít thôi, nếu được thì mình nhân rộng cái mô hình đó ra. Mình nuôi lương á, trước là mình ăn mà trị bệnh nè, sau đó mình cho khách hôm tay mình ăn, dư nữa đem ra chợ bán. Có lý đó. Bảy cò. Dạ. Qua bên đó học hỏi kinh nghiệm đi, rồi về con với má con á tiến hành cái vụ nuôi lương đi. Dạ. Được á. Tía, chồng con á anh chuẩn bị nuôi trùng. Trùng gì đó? Dạ, trùng quế. Ừ. Dạ. Người sao con thấy được không? Dạ, ngon tiếp. Trùng quế nha, rất là dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi, tốt hơn là thức ăn gia súc gia cầm nữa tiếp. Ủa? Rồi con trùng nó ăn cái gì con? Phân. Sao má nghe gì đâu mà nuôi gì đâu mà thức ăn nặng mùi dữ hả? Nó ăn mấy cái đó hả? Dạ trước là phân bò, heo, gà, vịt nhà mình, sau đó là đi xin hàng xóm, không thì mình mua. Má thấy cái dự án của con sao mà thấy cực quá, có khả thi không con? Thôi mày đổi mày nuôi cái khác đi. Trời đất ơi, thì làm nông thì phải chịu cực chịu khó nó mới thành công được chứ. Bà nghe tới vị cực khổ bà quát ra không biết chừng nào vào. Thằng bảy cò á, dám nghĩ dám làm vậy đó, tí ủng hộ con đó. Dạ. Có chí làm quan, có gan làm giàu, con sẽ là người cái tiên phong cho cái dự án này. Con vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Được con giống nè, chuồng trại nè,
cách chăm sóc rồi đó, có tìm hiểu kỹ chưa? Dạ, kỹ rồi Tuyết. Có gì á, mấy anh cán bộ trên xã, ảnh hỗ trợ cho con. Vậy chút nữa để em về nhà, em nói tía má, để lại hết phần cho mình luôn ha. Ừ, sẵn á, nói hàng xóm giùm anh luôn. Để chút nữa về em ghé. Vậy đi, mai mốt đó, mình lấy lương đó, mình trả lại cho anh ta, mình trả bằng sản phẩm, lương mình nuôi đó. Dạ. Ê Tèo, tao công nhận á, nông dân mình á, lúc rài á, biết cách làm giàu ghê á, thu về toàn tiền tỷ thấy ham luôn à. Trời ơi, thôi đi cô ơi, nông dân đâu chứ con thấy con là tiền trăm với tiền triệu cũng không có, ở đâu tiền tỷ. Ý cô Hồng nói là mấy người nông dân nhảy bén á, ta nắm bắt nhu cầu thị trường, rồi chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế. Như đây nè, như nè, như cái anh Võ Văn Tước nè, nông dân tỉnh Vĩnh Long nè, mạnh dạn trồng khoai lang tím trên cái ruộng lúa của mình. Mỗi một năm á, thu về hàng tỷ đồng mà tạo điều kiện công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Rồi hay anh á, được á hả, người ta hả là một nông dân tiêu biểu của toàn quốc luôn. Hay trời. Ừ, hay thiệt luôn á. Còn anh Bảy Cò, nông dân xóm Xẻo Lá, sắp thành tỷ phú với cái dự án là nuôi trùng quế. Trời ơi trời. Ê, cái gì nặng mùi dưới bay? Bảy Cò, Bảy Cò. Hỏi cái mày đừng buồn nha. Gì? Nãy qua đây có đạp phân chó phân mèo không sao hôi dữ vậy? Không, phân bò. Mày đạp phân bò hả? Không có. Em đang chở phân bò về nhà mà đi dọc đường khát nước, ghé quán cà phê uống cái về. Trời đất ơi, mà mày tính đuổi khách của quán tao hả? Đi về 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 tắm rửa sạch sạch dầu thơm vô rồi hẳn qua uống cà phê chứ. Đúng rồi, tự nhiên chở phân bò ghé. Ủa, mời mày chở phân bò chi à? Về trồng cây à? Không có, nuôi trùng quế. Cái gì? Trùng quế ăn phân bò hả? Dạ, con đi hết sớm xin phân nè. Ê, sao tao thấy mấy người nông dân khác á, người ta nghiên cứu mấy cái dự án gì mà vườn ao chuồng, người ta nuôi cái gì cua nè, cá nè, tôm nè, rồi lươn đồ ớt. Đúng cái không? Đó nó mới có hiệu quả chứ, tự nhiên cái đi nuôi cái gì nuôi con trùng hả, rồi cho ăn cái đó đó. Ôi trời ơi, công nhận cái dự án mày á, công nhận nặng mùi thiệt luôn á nha. Ê, mà ngày nào mày cũng phải đi xin phân về cho mấy con trùng hả? Dạ đúng rồi, mỗi ngày mỗi xin. Khùng. Trời ơi, cái dự án này á, là con nghiên cứu kỹ lắm luôn á nha. Cái người ta bỏ đi, con lấy, con xin về cho tụi nó ăn. Đâu tốn tiền đâu, tụi nó ăn lớn lên, cái bắt tụi nó cho bò gà ăn tụi nó. Rồi tụi bò gà nó lớn lên, con bán có tiền tỷ. Kệ, khùng mà có tiền tỷ xài được rồi. Ôi, ê, tao nghe cái dự án của mày là có hướng phát triển à. Dạ. Có tính toán đàng hoàng nghe à. Gì nữa. Được à. Mà có điều hơi nặng mùi chút xíu. Kệ nặng mùi, mà túi nó nặng tiền là được rồi. Ủa, anh mới làm về? Ừ. Hay quá, anh chưa kịp nói. Trời ơi, công nhận vợ anh tâm lý dễ xài nha. Cảm ơn em. Có mệt không? Mệt. Mà về thấy em là lại khỏe lại liền. Lệnh. À, em có kiểm tra giùm anh cái độ ẩm của đất không? Có, hồi nãy em ra em coi rồi. Nhưng mà anh phải thường xuyên tưới nước nghe không? Vì gì ở ngoài trời á, nóng lắm. Yên tâm đi, chung hồi anh ăn cơm xong anh ra tưới nước liền. À, anh, hồi nãy có mấy người họ tới nhà mình á, họ đòi mua phân trùng mà giá dao động từ 4.500 tới 5.000 đồng một ký luôn nha. Không bán. Tại vì á, anh tính trồng thêm rau cải. Em biết sao không? Phân của trùng á, trồng rau cải tốt lắm. Mà anh, ừ? Hồi nãy em ra chuồng trùng á, em thấy có kiến. Trời ơi, sao giờ em mới nói? Kiến cắn chết hết trùng thì sao? Thiệt tình. Tía má ơi, tía má. Trời
gì vậy? Tía, tía, trùng chết nhiều lắm rồi. Ủa, mày để sao nó chết dữ vậy? Kiến cắn. Trời Phật ơi, bữa hôm nay cóc nhái chuột bỏ ăn, bữa nay kiến cắn, con trùng này sao nó nhiều kẻ thù dữ vậy trời? Sao không biết được? Rồi bây giờ tính sao? Giờ biết tính sao giờ má? Kiến với trùng nó lẫn lộn nhau mà giờ không biết sao giết mấy con kiến để không ảnh hưởng mấy con trùng giờ luôn á. Có cách nào không? Có cách rồi. Con trùng đó là nó chịu nước, mà con kiến thì nó sợ nước. Bây giờ con về con bơm nước vô trong mấy cái luống trùng đi, bơm cho nó nổi lên là kiến bắt đầu nó nổi lên ha nè. Hay. Ừ. Vậy mà con không nghĩ ra nha Tuyết. Ừ thì giờ nghĩ ra rồi đó. Về lẹ đi. Về làm liền đi. Để không trùng dạ. Chết hết bây giờ đó. Dạ thưa tí bán gì. Ừ đi lẹ đi. Bơm vô liền nha. Dạ. Tội nghiệp thằng nhỏ. Làm ăn hết thất bại này tới thất bại nọ. Thiệt tình. Ông nghĩ ông Bảy nó có thành công trong cái dự án này không ông? Thành công chứ sao không bà. Thất bại là mẹ của thành công. Mà thằng Bảy á, hồi nào tới giờ nó thất bại nhiều rồi. Bây giờ nó là ông tổ của thành công với mẹ gì. Tía em bằng đông đi cài vừa. Má em là một người nông dân. Em là một người nông dân. Vợ em cũng là người nông dân. Khát nước chưa? Uống miếng nước nè. Cảm ơn vợ yêu. Nước trà hay nước đường xong vợ gửi gót cho anh nó ngọt quá ta. Uống lẹ giùm tôi cái đừng nói nó mệt quá. Ê. Ủa, anh Tèo. Anh Tèo. Ê. Xí đi. Hai bay làm vậy? Hai bay đang làm trò mèo trước mặt tao à? Không kêu tao qua đây cái coi hai bay chồng nịnh vợ, cái vợ nịnh chồng hả? Em kêu hôm qua là định nhờ anh chút hồi á làm giùm em cái chuồng nuôi trùng. Gì? Mày nuôi thêm trùng hả? Dạ. Ê. Trùng dễ nuôi không mày? Không khó. Mà vốn liếng cũng không cần nhiều. Nhưng mà phải nắm vững kỹ thuật nha. Từ cái công đoạn là ủ phân nè, lên giống nè, che mái cái ha, với lại chăm sóc đến lúc mà thu hoạch nó. Ghê mày ơi. Không ngờ nha. Không ngờ cái thằng bạn ở chuồng 80 của tao ngày nào á. Cái thời đó bỏ đi. Bạn nhậu. Đúng rồi. Bạn nhậu của tao hồi xưa giờ thành ông kỹ sư rồi hả? Ông kỹ sư hơi nặng mùi chút xíu. Ê. Mà nuôi trùng ngon không mày? Ngon gì? Là có lời không á? À cái khoản đó thì hãy để vợ em nói cho mày nghe. Em Sao? Nói chung thì cũng ngon đó. Cô Hồng ơi. Cái gì vậy? Cái thằng này xé bể lê tao hết rồi. Chuyện gì? Làm gì hết hả Hải vậy? Nói đi. Hết hứng nói rồi. Vô duyên quá. Giờ có nói không? Không nói uống cà phê. Nói. Chuyện gì vậy? Vợ chồng mày còn. Sao? Giàu thấy sợ luôn. Bây giờ là tiền tỷ trong tay luôn á. Nó trúng số hả? Dễ gì. Vợ chồng nó hà tiện gần chết. Làm mua với số đầu trúng. Vậy chứ sao giàu? Nuôi trùng. Trời ơi. Nuôi trùng. Mà giàu dữ vậy hả? Thì chớ con hỏi cô nè. Mấy con nó nuôi trùng. Mà nó cho trùng ăn phân bò. Ừ. Mà phân bò á, nó toàn đi gom đi xin của người này người kia. Có tốn đồng xu cắt bạc rồi không giàu. Vậy chắc tao đổi nghề luôn quá. Cái gì? Cô mà cũng chịu đi hút phân bò về cho trùng ăn hả? Bậy bạ. Tao sẽ nuôi bò, bán phân cho thằng Bảy Cò nuôi trùng. Ồ. Ừ. Vậy mà cũng nghĩ ra nữa hả? Không. Con không nuôi trùng. Ừ. Con cũng không nuôi bò. Ừ. Con đi mua phân bò bán cho Bảy Cò. Ừ. Vậy mày cũng nghĩ ra nữa hả? Ừ. Canh chua lương đây. Lương xào xả ớt tươi ngon nóng hổi mới ra lò đây.
con mời cái nhà ăn cơm. Thấy hấp dẫn quá ha. Ăn đi. Ăn thôi, ăn đi ông. Mời má. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn lương trước đi. Dạ, mời tới má ăn cơm. Ăn đi. Dạ. Ăn đi, thử rồi. Quá trời ngon luôn á. Nhái con thấy sao? Dạ, con thấy nó ngon mà nó ngọt lắm luôn á má. Thiệt chứ, từ nhỏ tới lớn á, con chưa ăn món lương nào mà nó ngon qua món lương mà má nấu luôn á. Biết nịnh ghê. Tiếp. Lương với bắp chuối, đồ nhảm, mình tự trồng tự nuôi, ăn vô nó sướng gì đâu Tiếp. Biết tại sao lương mà nó ngon không? Bởi vì mình nuôi, mình cho nó ăn thức ăn thiên nhiên đúng không? Dạ. Nó thơm, nó ngon, nó không có cái vị tanh. Dạ. Mà nó an toàn nữa. Để vài bữa nữa hen, má sẽ làm món lương lá cách ngon lắm nghe. Rồi lương nấu cháo dừa. Cháo dừa ngon ha. Cháo dừa bà bỏ một nước vô, một nước á. Trời ơi nó ngọt. Lương xào lăn, cái gì mà không có lương nào ngon bằng tới tháng lĩnh lương. Ông này. Rồi ăn đi con. Dạ. Dạ xin lỗi tía má. Dạ. Dạ đúng rồi anh, em bảy cò. Dạ. Dạ đúng rồi, em phân phối giống chuồng quế. Dạ, anh chuẩn bị chuồng xong luôn hả? Rồi rồi rồi, mai em đem giống xuống thả. Dạ. À, vậy càng tốt anh. Trời ơi, mình trồng cái vàng mướp đi. Cho mát đất, mát chuồng. Cái chiêu này là tí em chỉ đó. Nếu mà anh có kinh phí nha, anh lắp thêm cái vàng phun sương đi, hết sảy. Dạ, dạ cảm ơn anh. Dạ, em nghe nè anh Năm. Dạo này á, má thấy chồng con á, ta nói nó lù bù bận suốt ngày, không có thời gian ăn cơm luôn á. Dạ, trời, con nói đi, dạo này anh bận lắm, giống như kiểu đất xô vậy á má. Tối ha, cũng ngủ được bao nhiêu hết trơn á. Phải dậy nè, rồi trả lời tư vấn cho khách về cách nuôi trồng con giống. Nguyên cả ngày là cũng phải nghe điện thoại suốt vậy á. Dạ, nói chuyện với con được bao nhiêu câu đâu. Dạ dạ, thì có gì em alo em chạy qua em kiểm tra cho. Anh cứ nuôi đi, dạng sự khởi đầu nan mà. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Dạ dạ. Trời ơi, công việc bề bộn vậy mà thấy cũng vui tươi quá ha. Rồi ăn đi. Nên nhớ, người nông dân mà làm nông nghiệp không sợ gian nan, không sợ vất vả, chỉ sợ nản mà thôi. Thôi thôi theo. Mày tính nuôi trùng thiệt hả? Ừ. Thầy bảy cò nói rồi, nuôi trùng không có tốn công sức, không tốn vốn đầu tư, mà chia sinh lợi nhuận hoài luôn. Học hỏi đi làm giàu chứ. Đúng, cho Tèo nói đúng. Mình nuôi trùng quế không cần vốn lớn và không cần kỹ thuật phức tạp lắm. Chỉ cần mỗi ngày mình cho ăn một lần vào sáng sớm và nhớ tưới nước mát. Xí. Một ngày mình cho ăn một lần thôi. Một lần trong một ngày. Vào sáng sớm. Một lần vào sáng sớm. Cô Hồng, cô Hồng. Bộ cô cũng tính nuôi trùng nữa ha. À. Phải lựa phân như thế nào? Được không được khô quá? Và cũng không được ướt quá. Nếu khô quá thì mình tưới nước cho nó mát. À, phân mà ướt quá thì mình phơi, hay là mình có thể đánh nhanh rút gọn là mình đem đi sấy nó. Rồi xong. Các bạn có thắc mắc gì không cứ hỏi thoải mái. Hiểu rồi.